Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, có 4 ngày nghỉ. Nhiều gia đình, bạn bè đã lên kế hoạch cho chuyến nghỉ ngơi thư giãn thú vị này. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số địa điểm du lịch hấp dẫn để các thành viên trong gia đình cũng như bạn bè có những giây phút đáng nhớ, được nghỉ ngơi, trải nghiệm, khám phá ẩm thực, văn hóa và thiên nhiên tại nhiều địa phương. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, du khách người Việt Nam và người dân xứ Huế được miễn vé tham quan các điểm di tích Huế trong ngày mùng 2 tháng 9. Địa phương này còn tổ chức một số hoạt động văn hóa thể thao phục vụ cộng đồng địa phương và du khách. Nhịp sống chậm rãi, người dân hiếu khách, đền đài lăng tẩm cổ kính nhuốm màu thời gian cùng ẩm thực phong phú. Huế đã mang đến cho nhiều du khách chuyến khám phá cố đô đáng nhớ. Đến Huế du lịch, du khách sẽ cùng gia đình, bạn bè, quây quần, vui chơi và tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Đại Nội Huế, các lăng Vua Nguyễn, phá Tam Giang Bạch Mã. Mọi người còn được thưởng thức tô bún bò Huế thơm ngon, ly chè ngon ngọt, bánh ép đậm đà. Đà Nẵng cũng là một sự lựa chọn hấp dẫn, nằm ở mảnh đất miền Trung, thành phố đáng sống này mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi được tham quan, khám phá nhiều hoạt động hấp dẫn. Có dịp đến với bán đảo Sơn Trà, du khách bắt gặp nhiều điểm check-in đẹp để có thể lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu bên người thân, bạn bè. Những điểm bãi dạng, bãi đá Obama, đỉnh Bàn Cờ, cây đa ngàn năm, hải đăng tiên sa sẽ mang đến cho du khách những ấn tượng khó quên. Không chỉ có thế, mọi người còn được đi dạo trên những bãi biển xinh đẹp, hòa mình vào nước biển mát mẻ và thưởng thức nhiều món ăn ngon. Đến Đà Nẵng du lịch, du khách có thể đến Bà Nà Hills để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên cùng những công trình nổi danh như Cầu Vàng, Làng Pháp. Tham quan thành phố Đà Nẵng, du khách có dịp di chuyển về Hội An, khám phá phố cổ Rừng Dừa. Ở phố cổ Hội An, các thành viên trong gia đình cùng nhau dạo các con phố, chiêm ngưỡng những ngôi nhà cổ, đèn lồng lung linh, các cửa hàng thủ công mỹ nghệ và phố cổ về đêm rực rỡ màu sắc, tạo nên không gian lãng mạn, nên thơ. Nhắc đến du lịch Hội An, Rừng Dừa Bảy Mẫu là địa điểm không thể bỏ qua của nhiều du khách. Điểm đến thú vị có những rặng dừa xanh mát, du khách được ngồi chèo thuyền thúng, khám phá cuộc sống làng quê. Nằm ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, Măng Đen được ví như Đà Lạt thứ hai của mảnh đất Tây Nguyên. Điểm du lịch này được nhiều du khách yêu thích khi có khí hậu mát mẻ quanh năm, vẻ đẹp hoang sơ cùng không gian tĩnh lặng. Ẩm thực cũng là điểm nhấn hấp dẫn của du lịch Măng Đen. Những món đặc sắc như là cơm lam, gà nướng khiến cho chuyến xê dịch của nhiều du khách trở nên đầy màu sắc. Trong chuyến du lịch Măng Đen, du khách có dịp đặt chân đến địa điểm thú vị như Thác Pa Sĩ, Đồi Đức Mẹ Măng Đen, làng Con Prinh, đèo Măng Đen. Hòa mình vào không gian thơ mộng, ở nơi này du khách có khoảng thời gian đáng nhớ bên bạn bè, người thân. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này, những ngày có mặt ở Cao Bằng, du khách sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ, lưu lại nhiều tấm ảnh đẹp và những kỷ niệm thú vị. Mọi người cùng nhau đèo trên các con xe hay thuê ô tô đi đèo Mã Phục, hồ Thang Hen, núi Mắt Thần, động Ngườm Ngao, thác Bản Dốc, suối Lê Linh, phố đi bộ Kim Đồng. Ngoài ra, Cao Bằng còn để lại ấn tượng cho du khách khi được gặp người dân thân thiện, thưởng thức ẩm thực ngon với món ăn mang hương vị đặc trưng của núi rừng như ong rang lá chanh, rau dớn, khâu nhục. Đảo Phú Quý là một trong những điểm đến hấp dẫn ở dải đất miền Trung, thu hút nhiều du khách tìm đến để thư giãn. Phú Quý sẽ để lại cho du khách những ấn tượng về cảnh quan xinh đẹp, màu biển trong xanh, đồ ăn ngon, rẻ, con người thân thiện. Những ngày trên đảo, du khách đặt chân đến dốc Phượt, bãi nhỏ phía sau cột cờ, cây cô đơn nổi tiếng, hẻm Chị Nêm, Phong Điện, núi Cao Cát, đấu trường La Mã, gành hang, hòn chanh. Với diện tích tự nhiên hơn 17 km2, hòn đảo ở Bình Thuận này có những bãi biển trong xanh, cát trắng, mịn màng, cùng hệ sinh thái biển phong phú. Nhiều du khách ví Phú Quý như viên ngọc giữa biển Đông.
Mới đây, một trong những trang thông tin điện tử, website dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực du lịch kỹ thuật số Booking.com đã thống kê những địa điểm du lịch được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dữ liệu được ghi nhận dựa trên lượt tìm kiếm cho các chuyến đi từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Trong top 10 điểm đến được quan tâm với phong cảnh yên bình cùng những công trình kiến trúc kiểu Pháp cổ kính nên thơ, Đà Lạt là địa danh đứng đầu danh sách xu hướng du lịch. Tiếp đến, theo thứ tự trong danh sách là Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và những nơi trung tâm văn hóa với nhiều di tích như Hội An, Hà Nội. Với 4 ngày nghỉ, các điểm tham quan danh lam thắng cảnh, di sản di tích, tuyến du lịch gần, ngắn ngày, đi bằng đường bộ là xu hướng được du khách và nhiều gia đình lựa chọn. Dịp này, Hà Nội là điểm đến được đông đảo nhiều du khách thập phương và lựa chọn tham quan. Đầu phía Bắc, khá đông khách quan tâm đến các tour du lịch đến Mộc Châu, Sơn La. Đầu phía Nam, Đà Lạt và Địa Vũng Tàu là điểm đến được lựa chọn. Nắm được xu thế này cùng với việc đẩy mạnh dịch vụ cho thuê xe tự lái, thuê xe có lái phục vụ các tour gia đình, các hãng lữ hành tập trung vào các tour tham quan Hà Nội trong ngày. Hiện các tour đang được nhiều công ty du lịch khai thác, có hành trình Thăng Long Hà Nội xưa và nay của Hà Nội Tourist, City Tour Hà Nội của Sài Gòn Tourist. Các tour trong ngày kết hợp khám phá nét độc đáo của di sản văn hóa Hà Nội cùng ẩm thực truyền thống đều nhận được tín hiệu tích cực từ khách hàng. Với những dịp du lịch cao điểm, để kích thích du lịch trong nước, Việt Nam cần có các chính sách tài chính, tài khóa kích cầu du lịch hiệu quả như miễn giảm thuế, phí trong một giai đoạn nhất định để góp phần hỗ trợ các đơn vị lữ hành cũng như du khách, từ đó góp phần khôi phục lại du lịch trong nước. Sau dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, du lịch sẽ có một khoảng trững. Tận dụng thời gian này, các đơn vị lữ hành sẽ lên kế hoạch những tour tuyến đón khách du lịch cuối năm và đầu năm 2025. Tổ chức quốc tế Best Diplomat có trụ sở tại Mỹ vừa công bố danh sách 10 điểm đến an toàn nhất châu Á năm 2024, trong đó Việt Nam góp mặt ở vị trí thứ 8, được đánh giá là quốc gia có tốc độ hiện đại hóa nhanh chóng nhưng vẫn duy trì được sự an toàn. Best Diplomat đánh giá Việt Nam, một quốc gia ở Đông Nam Á, nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên đa dạng, nền văn hóa phong phú đậm đà bản sắc dân tộc và ẩm thực hấp dẫn. Theo dữ liệu về chỉ số hòa bình của Viện Kinh tế và Hòa bình, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 41 trong tổng số 163 quốc gia và vùng lãnh thổ và đứng thứ 6 trong số 19 quốc gia ở Đông Nam Á được nghiên cứu năm 2024. Trong đó, chỉ số hòa bình của Việt Nam là 1802, củng cố thêm danh tiếng của nơi này như một địa điểm an toàn để du lịch. Một trong những nơi an toàn và nổi tiếng nhất để tham quan ở Việt Nam là Vịnh Hạ Long, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Nơi đây nổi tiếng với những hòn đảo đá vô đồ sộ hùng vĩ cùng vùng vịnh nước xanh biếc màu ngọc lục bảo. Một điểm đến an toàn và phổ biến khác được tổ chức này đề xuất là Hội An, là một khu đô thị cổ được yêu thích hàng đầu với phong cách kiến trúc vàng nâu hài hòa độc đáo, cùng với những chiếc đèn lồng đặc trưng đầy màu sắc, ẩm thực địa phương đặc sắc hấp dẫn. Là một thành phố khá nhỏ bé, đây cũng là một lý do khiến phố Hội trở thành một nơi an toàn và dễ dàng để khám phá bằng cách đi bộ hoặc đi xe đạp. Điểm đến ấn tượng khác là thủ đô Hà Nội cũng được tổ chức này nhận xét là một điểm đến nổi tiếng, an toàn dành cho du khách.